chào các bạn, hôm nay mình bó hoa chín bông nhũ. Màu hoa tím này mình rất thích. Xếp hoa so lè cao thấp. Mỗi lần cắm hoa, mình có chấm keo để hoa được chắc chắn. Những cành hoa dài mình cắm trước và những cành ngắn cắm sau. Có tấm xốp trắng tròn này cắm khá tiện và nhanh lại chắc chắn nữa. Mình hy vọng các bạn góp ý cách cắm hoa với mình qua phần bình luận nha. Trao đổi kinh nghiệm để bó hoa đẹp hơn phải không các bạn? Cắm hoa sẽ có các kẽ hở. Mình dùng cỏ điểm để chẻ các kẽ hở. Giờ mình bắt đầu bó hoa. Bó hoa này mình sử dụng 3 loại giấy: giấy báo hình tim, giấy mếch lụa, giấy kính màu tím đồng màu với hoa. Bây giờ mình bắt đầu bó hoa nha. Giấy báo mình làm giấy lót, quấn băng keo giữ cố định giấy báo. Dùng giấy mếch lụa xếp hình cánh quạt che phần trước bó hoa. Mình dùng tất cả là 2 miếng giấy lụa. Kính tím mình cắt làm 6 phần, dùng 2 phần để đè lên giấy lụa. Cắt vắt chéo và xếp cánh quạt tạo độ phồng cho bó hoa. Mình dùng 3 tấm giấy kính to để bó phần tiếp theo của bó hoa. Những miếng giấy vuông này mình cắt từ tấm giấy to ra làm 4 miếng. Với bó hoa này mình sử dụng 7 miếng giấy vuông.
màu tím cùng tông màu với hoa và giày gói cho đồng điệu nè. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Tạm biệt.